Cho nên cái thiện của giai đoạn lịch sử hay là của luật pháp á, là nó có giới hạn. Hồi giáo cho phép là một người nam có 4 vợ. Như vậy người đàn ông nào có 4 vợ vẫn được xem là người thiện, người đàng hoàng, người tốt, người đáng được tán dương. Còn người nào mà có 5 trở lên á, thì mới gọi là sai luật pháp, thì mới gọi là được gọi là bất thiện. Còn đạo Phật á, hai là gọi được xem là bất thiện rồi. Cho nên là dựa vào luật pháp để đánh giá đâu là thiện, đâu là bất thiện đó, thì cái thiện đó, cái bất thiện đó chỉ là tương đối thôi, chứ nó không thể là một cái sự chuẩn xác đúng. Còn thiện của Phật giáo được phải được đánh giá ở trên nhân quả. Bởi vì có nhiều hệ thống luật pháp sơ hở lắm, hoặc là rất là vô lý. Ví dụ luật của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Chánh thống vẫn còn áp dụng cho đến bây giờ. Một người phụ nữ ngoại tình có thể bị ném đá cho đến lúc chết, nhưng một người đàn ông ngoại tình thì chỉ bình thường. Đó là luật của Do Thái. Cái đó ta gọi là thiện hay là bất thiện? Chắc hẳn là đứng từ cái gì của Phật giáo thì ta cho đó là bất thiện nè. Còn đối với những người Do Thái, ta đó là cái thiện này là chân lý muôn đề bất di bất dịch, là một sự chân thật. Trong khi đó ta trừng phạt một người phụ nữ ngoại tình cho đến bị chết cho đem đá, như vậy ta đang gieo một cái nghiệp ác. Vì tội đó nó không có đáng để phải chết như vậy. Thì người trừng phạt, người lập ra học thuyết này, toàn bộ hệ thống luật pháp đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Và luật pháp là cho phép, luật pháp cho rằng nó là đúng, thì nhân quả cho những người trực tiếp tham gia và gián tiếp tham gia đều bị liên lụy xấu hết. Nhưng cái thiền của Phật giáo là dựa trên nhân quả, nó rất là chuẩn. Mà 5 điều như là không giết người, không trộm cắp, không lừa đảo, không ngoại tình, không sử dụng các độc tố như rượu, ma túy và nhiều độc dược khác, sẽ có khả năng làm chúng ta trở thành một người chân thiện. Với một giá trị mà luật pháp nào cũng phải chấp nhận hết á, đều phải tán dương hết. Trên hành tinh này, nếu mỗi quốc gia truyền bá 5 điều đạo đức theo khung đạo đức của Đức Phật, thì cái nhà tù sẽ giảm đi rất nhiều, đời sống bất bình ổn, khủng hoảng trong xã hội sẽ giảm thiểu ở mức độ tối đa, và hạnh phúc bình an có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Còn khái niệm về thẩm mỹ trong Phật giáo thì nó rất khác với thẩm mỹ học của triết Mác Lênin, hay là thẩm mỹ học như là một cái ngành học quan trọng của triết học càng hiện đại. Ở đây chúng ta không có thời gian để phân tích các quan điểm khác với Phật giáo. Kinh Đăng Chi đó, thì Đức Phật có đưa ra như thế này: cái gì đẹp, cái đó dẫn đến dễ thương, dễ hài lòng, dễ tư hữu hóa, dễ hưởng thụ đó, dễ chấp trước và dẫn đến lòng tham. Khi lòng tham bị kháng cự đó, thì sân trỗi dậy như là một cái kháng lực để bảo hộ nó. Và chỗ nào có tham, có sân, chỗ đó đồng hành với si. Như vậy, cái nhìn tâm linh của Đức Phật là phân tích cái thẩm mỹ dưới chiều hướng bị gọi là sử dụng tiêu cực khi con người không làm chủ được 6 giác quan của mình. Hoàn toàn không phủ định các giá trị của cái đẹp. Trong kinh Đức Phật tán dương về cái đẹp nhiều lắm. Ví dụ như Đức Phật nói nhan sắc, tuổi thọ, rồi phước báo không phải do cầu nguyện mà được. Như vậy là muốn có nhan sắc, ta phải gieo hạt giống có nhan sắc bằng chính đời sống của mình, bằng nhân cách, bằng việc làm đẹp cho cuộc đời, làm đẹp cho con người, làm đẹp cho nền văn hóa, vân vân. Thì những cái thứ này đó, nếu ta hồi hướng cho cái sắc đẹp của mình, thì trong tương lai khi tái sinh ra một người mới đó, thì ta có sắc đẹp như là một cộng nghiệp với gia đình thông qua gen di truyền giữa ta với cha mẹ trong tương lai. Thì cái thẩm mỹ đó nó là cái kết quả của phước báo do chúng ta làm. Còn những cái mỹ về hình thức rất là nguy hiểm, bởi vì nó chính là nguyên nhân đánh lừa ta và người. Cho nên dầu Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là một mẫu hình thẩm mỹ lý tưởng, Ngài vẫn nhắc nhở chúng ta trong kinh Kim Cương:
phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Các cái tướng trạng thẩm mỹ đẹp cái nào đi nữa, cái đó cũng đều là hư vọng đó. Nó có giá trị tạm thời trong một thời gian. Còn ai cho nó là chân lý vĩnh hằng đó, khi hình ảnh đó nó bị tàn tạ hoặc là cái nét thẩm mỹ nó không còn nữa, thì tất cả các cái tình cảm, các mối quan tâm của chúng ta trên cái nét đẹp thẩm mỹ ngoại hình đó cũng tan biến theo mây khói. Do đó phải thấy là cái tính chất tạm bợ để chúng ta không bám víu vào, mà hãy đánh giá cái chiều sâu nội dung ở trong cái nét đẹp thẩm mỹ đó, những cái giá trị mà cái thẩm mỹ đó có thể cống hiến được cho cuộc đời. Cho nên đạo Phật không quan trọng về chủ yếu hình thức. Đức Phật cũng còn nói một câu trong bản kinh này rằng là nếu dùng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp để nhìn đánh giá đâu là một Đức Phật thì cái đó đang được gọi là đi đạo tà. Chứ tà ở đây cái là lòng vòng đó, chứ không phải là tà là xấu. Sẽ không thấy được Như Lai, thì cái là xa rời được, xa rời khỏi Phật tính, và do vậy dễ dàng bị thất điên bát đảo, ba chìm bảy nổi tám lên đen đó, là bởi vì cho cái đẹp đó là giá trị chân lý, giá trị tuyệt đối vân vân. Nói tóm lại, quan niệm về chân, về thiện, về mỹ trong Phật giáo khác hoàn toàn với Nho giáo, và cũng khác với các nền tảng triết học còn lại, dầu là triết học cận hiện đại hay là triết học quá khứ. Xin được hỏi các. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con. Trong kinh Dược Sư có đoạn viết: thế giới này không có phụ nữ. Người nữ ở đây có phải là chị là sự tham ái hay không? Ở các nước Phật giáo Nam truyền thì giới hạn của người phụ nữ bị hạn chế rất là rõ rệt khi đến những cái nơi linh thiêng. Kể cả những khi đi đến chùa lễ bái thì người nữ cũng không được đến gần những cái tôn tượng của Đức Phật. Kính xin thầy giải thích cho chúng con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật. Bản kinh Dược Sư có cùng một mô típ với kinh A Di Đà trong việc mô tả thế giới tịnh độ. Nếu kinh A Di Đà đó là thế giới phương Tây thì kinh Dược Sư đó là thế giới phương Đông. Nhà tịnh độ phương Đông thì không có sức hấp dẫn bằng như là tịnh độ phương Tây. Thì có lẽ bản kinh Dược Sư ra đời muộn đến cả hơn 100 năm so với bản kinh A Di Đà. Khi mô típ nào đã được người ta quen thuộc rồi thì cái hạt giống của sự thích thú đó được lưu giữ di truyền từ kiếp này sang kiếp khác. Chính vì thế mà cái mô thức tịnh độ Đông Phương lại không phải là sự lựa chọn của các hành giả. Bản kinh Dược Sư thì nội dung phong phú hơn kinh A Di Đà. Thì cái phương pháp dùng dược chất tâm linh để trị cho tất cả những cái chứng bệnh tâm lý, cảm xúc, cố chấp có cái khả năng giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh. Thì khi mà mô tả rằng là thế giới Đông Phương tịnh độ không có người nữ đó, thì rất nhiều vị pháp sư bất đồng về cái cách lý giải mà trong triết học hiện đại ta gọi là thuyên thích học. Thuyên thích là giải thích một vấn đề mà mỗi người nó có thể nhìn từ góc độ khác nhau và lý giải giải mà nó cũng khác nhau. Không ai có thể cho rằng là cách lý giải mình là đúng, là chân lý, là hệ quy chiếu, là bản lề. Để theo đó đó, mọi lý giải còn lại phải xoay quanh nó, còn lý giải của người khác là sai. Vì có cái nhìn thoáng như thế cho nên các pháp sư, các giảng sư của Đại Thừa đó lý giải cái chữ không có người nữ đó có khi là tham ái, có khi là một cái yếu tố khác. Tại vì ở người nữ đó thì tính cách nữ tính mạnh, do vì cái bán cầu trái ở bên vỏ não trái đó, tức là bán cầu cảm tính đó, to lớn hơn là bán cầu lý tính, cho nên sống về tình cảm rồi cảm xúc đó, thì nó là cái mặt mạnh của người nữ. Và do đó để mà không làm cho thân thể đời sống hạnh phúc của mình nó bị bận nhơ đó, thì việc chuyển hóa